Chưa. Rồi xin chào quý bà con cô chú anh chị em gần xa thân mến nha. Mình tên Nhàn, ở ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay mình có trồng được cỡ trăm mấy chục cây bông giấy nha cô chú anh chị. Lâu quá rồi không có bứng lên quay. Cũng 2-3 năm rồi không có bông giấy này, giống như bông giấy xưa luôn rồi nha. Bỏ thí đó, bây giờ bứng lên giao lưu cùng cô chú anh chị. Không có để cô chú anh chị chờ đợi lâu để em vô xin vô cây số 1. Số điện thoại em là 0787 932 188 nha. Em tên Nhàn, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi nè. Cây đẹp không nha cô chú anh chị, bán xeo hàng luôn nha. 47 chiều cao, hoành cổ 31 nè nha cô chú anh chị. Cây này dáng thế đẹp không nha cô chú anh chị. Cây nhà của mình bứng lên bán đó nha. Hoành cũ 49 48 nè cô chú anh chị, cũ tròn vo luôn nha. Chi cành ở trên đây về ghép ngũ sắc chơi đẹp lắm nha cô chú anh chị. Mới bứng hôm qua đó, cây này cây nhà của mình nha. Mình bán xeo hàng nha. Rồi cây số 1 báo giá cô chú anh chị là 5.550.000 nha cô chú anh chị. Đó, cây giấy bự lắm nha cô chú anh chị. Rồi xếp tới cô chú anh chị rồi mình cũng không còn nhiều. Rồi 550.000. Rồi xuống cây. Tiếp theo là cây số 2, cũng là hoa giấy Mỹ, cây phôi nha cô chú anh chị. Em có nguyên lô đó, khoảng chừng 150 cây mà mới bứng có 70 cây là cây của nhà mình bứng nha. 63 chiều cao, hoành cổ 30 29, không thấy gì. Thì hoành cổ 22, củ bự lắm nha cô chú anh chị, củ tròn do nha, cây này khéo cây lắm nha. Củ 43. Rồi cây số 2 báo giá cho cô chú anh chị cũng 5.550.000 nha. Kêu giống như kêu hồi xưa kêu 5.550.000 không. Rồi 5.550.000 luôn nha cây số 2, qua giấy Mỹ cây phôi nha, về ghép ngũ sắc chơi nha cô chú anh chị. Ghép màu gì vô cũng được cho nha. Cây này là cũng như cây qua giấy xưa rồi nha, chứ không có công nghiệp nha, tại em trồng bỏ thí à. Lâu lắm rồi mới bứng nè. 3 năm trời rồi đó. Tiếp theo là cây số 3. Có kiếm cái cây giòn giòn chim rồi đó. Kìa cây củi kìa, kìa củi gì đó. Rồi cây số 3. Đó, cô chú anh chị xem kỹ ủng hộ giùm em cảm ơn nha. Cây có mấy trăm ngàn quá rẻ cô chú anh chị ơi, về vô chậu chơi không sai không nha. Hoành cổ nó 25 rưỡi đến 25 thôi. Còn nguyên bệ cũ này thì nó 67. Cũ này cũng hơi lỏng nha, không đặt không nha. Nhưng mà tại cây nó quái cây nha cô chú anh chị. Qua giấy này cây quái quái không nha. Rồi cây số 3 cũng là 550 luôn nha cô chú anh chị. Đó. 550 cây số 3 luôn nha. Cây bự lắm nha cô chú, nặng chịch nè. Ai cô chú nào có chốt được ủng hộ giùm em gửi ra tới ngoài chắc cũng trăm ngoài đồng tiền ship rồi. Cây số 4. Tiếp theo là cây số 4. Giấy này giờ dặn như lấy rồi em bỏ lâu quá rồi, không có trồng dặn bỏ khơi khơi gì đó lâu quá trời chứ. Tính theo con giấy giường luôn rồi đó nha cô chú anh chị. 26 ngày cổ nè. Cây quái nha. Chiều cao mặt bầu lên tới đỉnh thì 98. Củ này tròn nha cô chú anh chị, nhưng mà cũng quái nha. Không có được đặt hung nhưng mà quái. 67 củ. À, củ tròn do nè, thấy không? Dễ lọn đẹp lắm nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị ghép ngũ sắc rồi vô chơi, ghép màu nào cũng được, muốn mấy màu ghép mấy màu. Cây số mấy vậy? Số 4 hả? Rồi cây số 4 cũng 550 luôn nha cô chú anh chị. Chồng em bỏ thí đường không nó sụt giá chứ trước cây này không là 1 triệu mấy 2 triệu không nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây số 5. Trước được cây này cái mừng muốn chết luôn vậy đó. 23 hoành cổ. Chiều cao 96. Hoành cổ 35.
Rồi cây số 5 500 ngàn nha cô chú anh chị. Đó, cây nào nhỏ nhỏ gọn gọn dáng thế cũng đẹp y chang nhau nha, mà gọn gọn thì gửi hơi nhẹ chút thì 500. Còn cây nào mà hơi bự hơi nặng thì em xin thêm 50 là 550. Rồi cây số 5 500 ngàn. Tiếp theo là cây số 6. Cái này muốn chơi phong cao để cao nha cô chú anh chị. Còn không thì về cô chú anh chị cắt bỏ xuống thấp. Chơi lùng. Lùng bông xê. Chiều cao 96. Hoành cổ 22. Hoành cổ 50. Đó, cây này chi cành lên cũng chơi phong cao để cao nha cô chú anh chị. Còn không thì cô chú anh chị cắt ngang đây cũng được nè, chơi cũng được, cắt ngang đây cũng được nè. Đó. Rồi cây này cây số 6 550 nha cô chú anh chị. Có 5-600 ngàn là được cây bông giấy chơi đẹp nha cô chú, giấy ngoại Mỹ nha. Thôi giấy Mỹ. Đó, cây này bành cây, cây này già cây lắm rồi nè. Đó, già lên gần lên guốc luôn rồi đó nha cô chú anh chị. Tính ra cây này trồng lên rồi nhổ lên trồng xuống là cũng tính ra 4-5 năm rồi đó. Chiều cao là 67. Lại nhổ lên cái trồng lại. Hoành cổ em đeo đo cho vị trí này là 24. Đó. Còn xuống đây thì 29. Cũ quái nha cô chú anh chị. Xuống đây thì 72. Đó. Cũ hơi quái nha cô chú anh chị, về trồng sữa là dán lại cho nó ngay gì nè đó. Tại vì bứng lên làm bầu sơ dừa không có ngay ngắn được. Rồi cây số 7, báo giá cô chú anh chị là cây này 600 ngàn nha cô chú anh chị. Bự dữ lắm mà nó già cái nè, nó nu na. Cây này nặng cây, 600, số 7. Tiếp theo là cây số 8. Cũng đo chiều cao rồi cho cô chú anh chị xem, chứ còn cây thì dáng cây nó giống với nhau không à, 61 chiều cao. Hoành cổ em đo ngay đây thì nó 22. Cổ 22. Nguyên cái bệ, nguyên cái củ của nó là cô chú anh chị. 63. Rồi cây này 500 nha cô chú anh chị, số 8. Đó, bán em bán là cây nhà, em bán xeo hàng cho cô chú anh chị nha. Cây nhà em bứng đó, em được cỡ khoảng 150 cây đó, mới bứng có bảy mấy cây à, quay clip này nha cô chú anh chị. Mấy cây bự thì em quay em kêu từ cây. Còn mấy cây nhỏ nhỏ hơn chút thì em kêu cặp nha, bán cặp rồi xeo hàng còn rẻ nữa. Rồi chiều cao của cây hoa giấy cây phôi này là 57. Cây này cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Hoành cổ nó là 26. Cũ đẹp luôn nha, rễ đế đồ chia đều nha. Hoành cũ là 56. Rồi phôi số 9 550 nha cô chú anh chị. À, cây nào em thấy bự thì xin thêm cô chú anh chị nào, nếu mà tốt thì 550 ngàn là tiền ship tiếp phụ em nha. Chứ ship ra cây này chắc cũng cỡ trăm ngoài à. Rồi số 9 550. Tiếp theo là phôi số 10. Chiều cao 58. Hoành cổ 24. Rồi cái cũ này thì nó cũng không có được tròn hôn khổ đâu, cũ luôn nha cô chú anh chị. Rồi phôi này là 350 nha cô chú anh chị. Đó, nó nhỏ rồi bắt đầu nó cũng xuống giá tiền nha. 350. Phôi số 10. Chiều cao nó tới 45. Nói chung ra dáng thế đẹp đẹp không nha cô chú anh chị. 21 hoành cổ. Hoành cổ 42. Rồi ba sĩ gử. Đó. Ba sĩ gử nha cô chú anh chị. Ba sĩ gử là cây số mấy vậy?
cây số 11 là 350 nha cô chú. Tiếp theo là cây số 12. Đó, cây này cũng già, cây đẹp lắm nha cô chú anh chị. Lắc léo. Đế cũng đẹp. Có đế nha. 70 chiều cao. Quanh cổ đeo đo vị trí này là 22. Cũ mà cũng đặt nha cô chú anh chị. Quanh cũ là 57. Rồi phôi này là 400 nha cô chú anh chị. Đó, phôi số 12 400.000. Già cây hết sức luôn không? Đen mung chưa nè. Bao sống bao ship rồi cô chú anh chị, tới nơi tới chốn luôn nha. Đó, có mấy trăm ngàn à, là vô được cây bông giấy Mỹ chơi nha cô chú anh chị. Về ghép ngũ sắc chơi. Cây 12 400.000. Số 13. Chiều cao của nó em nó là 48. Hoành cổ em đo vị trí này là 22. Hoành cũ 44. Rồi cây này ba xị nha cô chú anh chị. Đó, cái số 14 ba xị nha. Quá rẻ cô chú anh chị ơi, cây nhà, cây của nhà em trồng đó. À, bứng lên là bán giao lưu với cô chú anh chị nào 14 300. 15. Chiều cao nó 45. Hoành cổ nó 24. Hoành cũ đặt nha cô chú anh chị, 46. Rồi số 15. 350 luôn nha cô chú anh chị. Đó. À, không có lựa ra được, thấy cây nào thôi bự bự thì nới lên, nó nặng nè. Nới lên 50.000 nha cô chú anh chị ơi. Phôi 16. Bao sống bao ship luôn, em nhắc lại lần nữa là số điện thoại em 0787 932 188 nha, Zalo luôn nha. Chiều cao 53. Hoành cổ 22. Cũ đặt nha cô chú anh chị. Hoành cũ 41. Đó, cây dáng thế này đẹp lắm nha cô chú anh chị, nhìn kỹ nha cô chú anh chị. Ai à, chơi qua giấy Mỹ thì ủng hộ giùm em xin cảm ơn. Đó. Rồi phôi này là phôi 16. 350 nha cô chú anh chị. Đó. Cây tròn chiều chịa cây lắm. 350. Số 17. Chiều cao 49. Hoành cổ em đo vị trí này nhỏ nhất luôn nè, đây đúng rồi, đo ngay đây nè. Hoành cổ của em nó là 27. Hoành cũ 50. Cây 17. 300. Thân lắc léo lắm nha cô chú anh chị, cây này nói chung ra là cũ đẹp không đó, cũng như cũ xanh vậy đó. Cây 18. Tiếp theo là phôi 18. Chiều cao 61. Hoành cổ em đo ngay cho vị trí cổ của nó là 26. Đế nôm nha cô chú anh chị, đế nôm đều gan luôn nha. Hoành đế nó là 65. À, đế nôm nha. Đó, đế quái luôn, dễ quái luôn. Rồi phôi 18 này là 400. Rồi tiếp theo là số 19. À, có 300.000 cây hoa giấy chơi đẹp nha cô chú. Hoa giấy Mỹ nha, em bao sống bao ship luôn. Hoa giấy thì dễ sống lắm nha cô chú anh chị. Chiều cao 50. Hoành cũ, hoành cổ 21. Hoành cổ 46. Cô chú anh chị trồng rồi bỏ trong mát dài 3 hôm. Rồi khi mà nó ra tược thì mình trồng ngoài nắng thì lấy cái bao hay gì đó bó cái cũ nó lại, che cũ lại vài tháng cho nó quen cái rồi ok nha cô chú anh chị. Rồi cây số 19 ba xị. Hãy bỏ lộn xộn nha cô chú anh chị, có cây bự cây nhỏ nha. Cây nhỏ thì nhỏ giá tiền cũng trên lệch 50.000, không tới đâu cô chú anh chị ơi. Thích chơi thì chốt. 52, chiều cao. Hoành cổ 21. Hoành cũ 55. Đó, cũ cô chú thấy không? Cũ xăm vậy đó. Cây số 20.
400 nha cô chú anh chị. Đó. Số 21. Rồi cô chú anh chị trồng mà sửa lại cho nó đứng 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 vậy nè, nó coi trên lệch chút xíu rồi chứ không có gì nha cô chú anh chị, tại vì mình bứng cây mình bầu. 44 chiều cao. Quanh cổ rồi vị trí này là 20. Cũ đặt luôn nha cô chú anh chị. Nào đặt thì em nói đặt, nào lỏng nó lỏng nha. 50 cũ. À. Cái này ba xị. Số 21. 300 đó nha cô chú anh chị. Nó xị xị ba xị chưa đủ lít nữa mà. 4 xị mấy lít cô chú anh chị ơi. Chiều cao 49, cây số 22. Cây thước này nó bị dính keo hay gì cái đó không thấy. Quạnh cổ 23. Đó. Quạnh cũ thì hơi lỏng nha cô chú anh chị, rễ quái nha. Đó, 4 5 rễ đưa xuống đều nhưng mà hơi lỏng. Rồi phôi 22 này, 3 xị. Cây 23. Số 23. Chiều cao 96 chiều cao nha cô chú anh chị. Quạnh cổ rồi vị trí này tại giót nha cô chú anh chị. 17. Rồi rễ lỏng luôn nha, có hai cọng rễ luôn nha, là đó hai rễ quái đi xuống nha. Rồi phôi này cũng 3 xị, số 23. Số 24. Chiều cao 42. Hoành cổ 22. Cũ lỏng luôn nha cô chú, nhưng mà rễ đẹp nha, rễ đi xuống đẹp nha. Khỏi đo cũ đi, không có cũ đo gì. Rồi cây 24 3 xị. Tiếp theo là cây 25. Cây này dán bay nha cô chú anh chị, không không thì về cô chú anh chị sửa lại móc bình cũng được nha, móc bình cũng hơi ấy không được. Dán bay. Buông rồi. Bay đi. Cái bay của nó 57. Vậy nè đấy. Cổ đi. Cổ đo tuốt ở trên vị trí cổ nó là thân luôn giống như nhau nha. Dứ bự chút 20, từ đây tới đây 20 21 nha. Đó. À, đế ghẻ gì nè, bay gì nè. Cây đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây này ba xị ngữ. Số 25, ba xị ngữ. Mấy thẹo này không sao chân nha cô chú anh chị. Rồi về cô chú anh chị trồng lấp lên đây là ra rễ mới hết. Qua giấy thì nó dễ sống lắm nha cô chú. Rồi 25, ba xị ngữ. Tiếp theo là cây 26. Nó cũng giống giống khum khum giống giống nha con nha cô chú. 39. Cái lô này chồng em trồng lâu lắm rồi, thay bỏ thí nó chứ không có phần phướng cho nha cô chú anh chị. 22. Đế thì gì nè nha cô chú anh chị, khỏi đo con bệ cũ đi. Đó. Rồi cây số 26. 3 xị. Trồng lâu lắm rồi em đâu em bỏ phế, thấy nó tụt giá quá rồi giờ bứng lên bán lại dớt giá dớt vốn lại cô chú anh chị ơi. Trước đổ vốn vô trồng ập ập. Trồng có 150 cây à. Nội bán gì không đủ tiền mua giống rồi đó nữa. Chiều cao 40. Quạnh cổ 23. Quạnh cũ 41. 47. Đó. Cây 27. 3 xị. Cây 28. Trời cây bay giấy gì đẹp gì mà ba xị đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có xem qua đài thì ủng hộ giùm em xin chân thành cảm ơn nha. 51. Chiều cao 22. Hoành cổ. Cũ rồi rễ quái nha. Đó rễ nó múa múa tùm lum đó nha. Rồi 28. 3 xị. Hai mươi chín. Cây dán khum không nha cô chú anh chị, có dán chơi không nha.
45 chiều cao. Chung ra quà giấy này có dán chơi nha, chứ không có đời nha. Hoành cổ 20, cũ thì 4 cộng rễ đi xuống à, đó. Rồi 29, 3 xị, 30, dán đẹp đẹp không à. Để em bỏ, em trồng bỏ lâu lắm rồi đó cô chú anh chị ơi. Nói chung ra không có phân phướng gì cho cây này, cũng giống như công giấy xưa đó nha, chứ không phải công nghiệp nha. Hồi đó thì mua giống của nó thì người ta cho trồng công nghiệp, nhưng mà mình về mình trồng bỏ thí à. Quanh cổ 18, chiều cao nhiêu quanh đọc à, chiều cao 45, cũ 2 cộng rễ đó, rễ quái nha, rễ bự bự lắm rồi nha, cầm tay nha. Rồi cây 30, 300, cây số 31, chiều cao 56, 22, hoành cổ, cũ cũng quái luôn. Đây, bể nè, thân lắc lẻo à, cây có 3 xị nha cô chú anh chị. Số 231, 3 xị gử, cây đẹp nha cô chú, một cốt nha. Cây nào hơi bự lên thì lên thêm 50. Số 32, số 32, chiều cao 39, hoành cổ 19, củ đặc, củ rễ lọn đặc nha cô chú anh chị, 43. À, cây số 32 cũng 3 xị, 3 xị chắc em còn được xị, xị mấy, 2 xị rồi cô chú ơi, dữ lắm là 2 xị rồi. Tiền băng keo em bó mua mốp rồi về bó lại nữa, khi mà gửi ra phải bó mốp bó đầu nữa. Còn cây 2 xị à, chiều cao 43, cây này cây đổ nha. Đó, đây là vị trí này thì 15, đúng ra ở đây thì nó tới 28. Đây 28, cây đổ nha cô chú anh chị. Rồi cây 33, cũ cũng đẹp nha, cũ quái nha. Rồi cây 33, 300 gử. Đó, cây số 34 mini nha, lùng lực nha, cũ tròn, lùng lực nha cô chú anh chị. Chiều cao 33, hoành cổ 22, cũ đặc nha, hoành cũ 37. Rồi cây này 3 xị à, nó gọn nhẹ thì 3 xị. Số 34, 3 xị. Số 35, quá rẻ cô chú anh chị ơi. Giờ cô chú anh chị nào ví dụ như không chơi thì thôi, còn chơi là 3 xị là không xứng đáng gì đâu nha cô chú anh chị. Nếu mà chấp nhận mình phái bông giấy Mỹ là mình có chơi nó thì xứng đáng đồng tiền nha. 16, hoành cổ, hoành cũ 32, dán khum nha. Rồi cây 35, 3 xị, cây 36, một cốt dán lông luôn, bay luôn. Cô chú anh chị để cao rồi, để không để thì cắt nha. Em bứng ngoài vườn rau tỉa ba nhánh à. Chiều dài bay của nó là 72, hoành hoành thân nó là 24. À, 36, cây số 36, 3 xì gử, à, một cốt nha cô chú anh chị, 3 xì gử, dán bay nha, giót ngọn nha. Cây 37, chiều cao thượng môn đức luôn rồi, 45, hoành cổ 20, cũ thì quái. À, cây số 37, 3 xị, 300 ngàn là một cây qua giấy mà gửi tới nhà cô chú anh chị luôn nha. Bưu điện nó ship đi nha cô chú anh chị. Ví dụ như dùng xa thì ít nhất thì cũng 5-6 bữa mới tới nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao
52, hoành cổ 20, ghế quái 38, ba sị. Bán xeo hàng luôn nha cô chú anh chị, qua giấy Mỹ nha, không lũa không hư nha, không bọng nha. Cái nào có lũa em báo cáo. Cây 38 ba sị. Rồi cặp. Một cặp giống nhau, em lựa giống giống nhau nha cô chú anh chị, nào chơi cặp nha. Đó, cặp này giống hệt nhau luôn. Chiều cao 37. Hoành cổ 17. Cây bên kia thì hơi nới hơn chút nha, bự hơn chút nha cô chú anh chị. Rồi cặp này là 5 sị. Một cặp nha, hai cây nữa nha cô chú anh chị. Hai cây là cây 30. Cặp 38 phải không? Cặp 39 rồi, ghi lộn rồi. Cặp này cặp 39 nha. Rồi tiếp theo là cặp 39 là 5 sị nha, hai cây. Đó, để cô chú. Hả? Chưa đâu. Rồi. Rồi tiếp theo là một cặp 40 nha cô chú anh chị. Cặp 40. Chiều cao 41. Một cặp thì em đo, em lựa tương xứng, em đo một cây một thôi nha. Hoành cổ 18. Đó, hai cây cũng giống nhau nha. Rồi cặp 40 là coi như là hai cây đó nha. 5 sị. Đó. Cặp 40 5 sị. Cây phôi qua giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại cho cô chú anh chị lần nữa là số điện thoại em 0787932188. Em tên Nhàn. Tiếp theo là một cặp 41. Đo cây thôi nha cô chú anh chị, thời gian có hạn. Chiều cao 49. Hoành cổ 15 đi, 16 đi. Rồi cỡ 16 đó, hoành cổ 15 16 đó. Rồi cặp này cũng 5 sị, cây có 250 nha cô chú anh chị. Rất rẻ luôn. Bán rẻ không lẽ cho không cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào thích chơi thì chơi nha. Qua giấy Mỹ nha, cây phôi nha, không lũa không hư nha. Bao sống bao ship luôn. 5 sị, cặp 41. Tiếp theo là cặp 42. Dán lông nha, một cốt lắc lượng nha. Cặp này hơi nặng nha cô chú anh chị. Đó. Chiều cao của em nó là 49. Hoành cổ 18. Hai cây cây nào cũng giống nhau nha. 18. Đó, một cốt nha, dán lông giống như rắn nha. Vậy cô chú chồng chị trồng cái cây này là bay giống hịch rắn nè. Đó, rất đẹp nha cô chú anh chị. À, hai cây nha. Cây này thì nó hơi lợt hơn cây kia, cây này rắn hơi trực. Đó, rồi 42. 6 sị nha cô chú anh chị. Cặp 42 rắn lông 6 sị nha, một cốt nha. Đẹp lắm nha. Cô chú anh chị nào chơi qua giấy là chơi mấy cây này là xứng đáng đồng tiền nha cô chú anh chị. Cặp 42. 6 sị. Tiếp theo là cặp 43. Chiều cao nó 40. À, hoành cổ khoảng 14 15. À. Cặp 43. 4 sị. Hơi nhỏ nha cô chú anh chị. Cặp 43 này 4 sị nha, dáng cũng đẹp nha. Rồi cặp 44. Tương xứng với nhau nè, đó cô chú anh chị dòm kỹ nha cô chú anh chị đó. Caramel quay gõ lại coi caramel. Đó. Thấy không? Dán bay rồi đẹp khum nha cô chú anh chị. Cho cô chú anh chị coi rõ không để nhiều khi phức mặt trời tối. À, đo cây hoành cổ nha. 18. Đó, hai cây giống nhau nha cô chú anh chị. Cặp 44. 5 sị. Cặp 44 500. Đó. Đó, cây này mới cũng độc nữa nha cô chú anh chị, hai cây mà lựa không được cây nữa. Này cũng bán cặp luôn nha. Đây một cây nè. Bay đẹp nha cô chú anh chị. Một cốt luôn nha, dưới lên trên nha, đế nở nha. Rồi, tiếp theo một cây nữa là hai cây.
ngựa nó. Chiều cao 43, cặp 45 nha. Đó quanh cổ nè 18. Rồi cặp 43 5 xị. Cặp 45, 45 5 xị nha cô chú anh chị. Đó có cây này không là nói chung ra là 5 xị là cũng xứng đáng một cây một rồi nè. Rất đẹp nha cô chú anh chị. Bay rất đẹp, để chậu đẹp lắm nha cô chú anh chị. Nhưng mà một cặp này là 5 xị nè nha cô chú anh chị. Đó. Số 45. Cặp 46. Nhiều dữ trời. Chiều cao 46, hoành cổ 19, cặp 46 5 xị. À, 46 5 xị nha cô chú anh chị. Hai cây này gửi đi cũng hết xị mấy rồi. Rồi tắt hết đi. Tắt đi. Còn mấy cặp chót thì coi như là chơi mini nha cô chú anh chị. Rồi cặp này là cặp 47, 3 xị, khỏi đo nha cô chú. Đó, cô chú anh chị làm kỹ luôn nha. Đó, mini mà 3 xị là cây có 150.000 đó. Như cây giống vậy à. Rồi cặp 47, 3 xị. 48 đâu. Cặp 48, hơi bự, 4 xị. Đó, cô chú anh chị coi kỹ nha, mấy cây sau rồi ví dụ như ai chốt thì em đo lại trên Zalo nha. Giờ thời gian cũng muốn hết rồi, tới 35 phút rồi. Đó, cặp này là 48 hả? Cặp 48. 3 xị. Đó, còn cây gì bự bự không nha cô chú, cây có 150 à. Là 300 đó. Cặp 49. Hai cây này một cốt cũng giống nhau nha cô chú anh chị. Đó, dáng giống hệt nhau nè. Số 49 một cặp. Đó, cây này cũng khoảng 15 hoành nha cô chú anh chị. Đó, một cốt. Cặp 49. 3 xị gử. Đó, cây một cốt nha cô chú anh chị. Cây có 170.000 ha. 175.000 cây nha cô chú anh chị nè. Rồi xuống cây. Hàng nhà em xeo hàng nha cô chú anh chị. Cái này cây nhà của em chồng à, cái nào nói thiệt tình. Cặp 50. Đó, cặp 50, 3 xị. Cây nhỏ nha cô chú anh chị, chơi mini nha, để bàn cũng được luôn nha. 3 xị cặp 50. Cũng 12 13 hoành. Còn không? Cặp 51. Đâu quay 252 cặp thôi được rồi. 52 cây 52 mã được rồi. Rồi cặp 51. Đó, 3 xị luôn nha cô chú anh chị. Nè, cũng đẹp lắm nha cô chú. Khỏi đo, 15 hoành lấy lên. Đó, rễ đế thì quái quái. Cô chú nào ví dụ như có mua thì em đo lại cho trên Zalo cho. Mày đo cho tao coi cái cây đó nhiêu thì em đo liền, báo cáo trong điện thoại liền. Rồi 3 xị cặp 51. Chúng ra cây nhà em chồng em bán không có bán giá mềm nha cô chú anh chị. Cặp 32. Ở 52. Đó, còn mấy cặp cuối, cặp này 2 xị, cây có 1 xị rồi nha cô chú anh chị. Gửi đi rồi còn được 1 xị mấy. Cặp số 52, 2 xị. Rồi. Thì cặp 52 này là 2 xị phiến mãi nha, 2 xị. Thì cặp số 22 là cặp cuối clip của em. Em xin cảm ơn cô chú anh chị mới ra lần đầu, mong nhờ cô chú anh chị thông cảm ủng hộ giùm em. Lúc trước làm rồi em nghỉ thời gian, bây giờ em nói mới làm lại cô chú anh chị ơi. Rồi cảm ơn cô chú anh chị, chào nha.